Chợ Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp luôn là một điểm bán thời trang yêu thích của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Tranh thủ những ngày cuối tuần thì hàng ngàn người đã đổ về đây để mua sắm quần áo, giày dép để đón Tết. Theo các chủ sạp tại chợ thì trong 2 ngày cuối tuần luôn chật kín người đi mua sắm. Cảnh mua bán cũng rất nhộn nhịp để các chủ sạp phấn khởi, hy vọng cuối năm nay sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn. Duy, 23 tuổi, chủ sạp tại chợ Hạnh Thông Tây cho biết gia đình anh bán quần áo ở chợ Hạnh Thông Tây được 10 năm nay. Dịp Tết này, anh là người trực tiếp ra chợ, buôn bán cùng sự trợ giúp của một số người thân. So với năm ngoái, thì lượng khách mua sắm Tết năm nay vắng hơn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đến gần Tết, dịch bệnh tạm ổn và người dân đi mua sắm nhộn nhịp trở lại nên cũng tạm hài lòng dù chưa bán được nhiều. Duy chia sẻ, do lượng khách đi lại mua sắm quá đông, thậm chí có thời điểm không có chỗ đứng mua hàng, nhân viên bán hàng cũng tích cực ra đường cầm tay nhiệt tình mời chào khách vào mua đồ. Để đảm bảo người dân yên tâm mua sắm tại Tết, chính quyền địa phương cũng cử một số bảo vệ dân túc trực, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn tình trạng người dân bị kẻ xấu móc túi nơi đông người. Thời điểm ngày Tết ngày một cận kề, ai ai cũng nô nức ra đường để sắm sửa cho gia đình của mình. Chính vì lẽ đó mà chúng ta nên cẩn trọng hơn trong việc mua sắm tại những nơi đông người để tránh những kẻ xấu lợi dụng tiếp cận móc túi. Và đừng quên thực hiện biện pháp 5K để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cả gia đình.